Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 21 tháng 2, tỉnh Lạng Sơn sẽ không thực hiện tiếp nhận xử lý đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu không khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số. Theo đó thì tất cả các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng, đại lý hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi thống nhất là sử dụng nền tảng cửa khẩu số, khai báo và xử lý thông tin trực tuyến khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. Để phát huy tối đa hiệu quả của nền tảng cửa khẩu số thì lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng hoạt động tại khu vực cửa khẩu cần có sự phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh, đề xuất những giải pháp cần thiết để đảm bảo việc triển khai nền tảng cửa khẩu số đạt hiệu quả cao nhất. Du lịch của nhiều địa phương bị đình trệ trong thời gian dài do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngay từ sau Tết Nguyên đán đến nay, khi bắt đầu có những chính sách mở cửa du lịch trở lại, thì nhiều tỉnh đã có những hành động chuẩn bị để sẵn sàng đón khách trở lại. Ghi nhận sau đây tại tỉnh Quảng Ngãi, nơi đang từng bước khắc phục, nỗ lực phục hồi du lịch để trở thành điểm đến an toàn, thân thiện với du khách trong và ngoài nước. Hơn 10.000 lượt du khách đã đến khu du lịch Highland Suối Trí kể từ sau Tết Nguyên đán. Một con số ấn tượng cho nỗ lực phục hồi lại du lịch của nhà đầu tư theo mô hình du lịch sinh thái tại đây. Ngoài tận dụng lợi thế thiên nhiên sẵn có, khu du lịch này đã nhanh chóng được sửa chữa, đầu tư thêm các dịch vụ để phục vụ du khách. Nói chung là từ cái ngày mà dịch bệnh là khu du lịch đã đóng cửa, nhưng mà bây giờ nó thả cửa rồi, đúng không? Thì người ta đi vui chơi rất là nhiều, nhưng ở đây là cảnh thiên nhiên, rất là đẹp. Đơn vị đã chủ động xây dựng một số cái điểm check-in mới vì tôn tạo lại những cái điểm mới để phục vụ đón khách, đa dạng sản phẩm phục vụ du khách mỗi ngày một tốt hơn, nhằm đáp ứng để mình mỗi ngày lượng khách đến với mình được yên tâm và thỏa mãn được cái nhu cầu phục vụ du lịch. Bắt nhịp khi mở cửa đón khách du lịch, các đơn vị lữ hành tại Quảng Ngãi cũng đã tung ra các sản phẩm du lịch mới, các gói kích cầu và mạnh dạn giảm giá sâu các tour khách lẻ, khách nội địa. Các đơn vị lữ hành giảm giá tới 45% cho các chương trình du lịch team building với hy vọng kích cầu và sớm phục hồi lại du lịch sau đại dịch. Trước mắt thì công ty phải có một kế hoạch và có lộ trình, không chỉ lộ trình năm 2022 mà có cả lộ trình đến năm 2023 để đảm bảo được cái khách hàng cũng như là cung ứng dịch vụ. Chứ chúng ta nói khách hàng không phải, mà chúng ta cần cái cung ứng dịch vụ. Cung ứng dịch vụ sẽ giúp cho công ty có được một cái sự bền vững lâu dài về chính sách giá và chương trình kích cầu. Quảng Ngãi đã đón 57.000 lượt du khách trong dịp Tết. Theo kế hoạch phục hồi du lịch đang được ngành du lịch Quảng Ngãi triển khai, thì từ tháng 2 đã hoàn toàn mở cửa đón du khách nội địa và quốc tế. Tỉnh đang tập trung kêu gọi các cái nhà đầu tư mà có thương hiệu, có uy tín để đầu tư các cái cơ sở dịch vụ, rồi các cái chuỗi về giải trí để mà có thể là có những cái sản phẩm chất lượng cung cấp cho du khách trong thời gian đến. Và đồng thời là chúng tôi cũng tiếp tục là xây dựng các cái mô hình du lịch, đặc biệt là tập trung vào hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển các cái khu du lịch sinh thái và cái mô hình du lịch cộng đồng. Quảng Ngãi phấn đấu đến đầu tháng 7 tới sẽ đưa hoạt động du lịch trở lại trạng thái bình thường trong điều kiện an toàn phòng dịch. Năm nay, tỉnh này đặt ra mục tiêu đón gần 800.000 lượt du khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 985 tỷ đồng. Vâng thưa quý vị, trước tình hình thời tiết rét đậm kéo dài, những ngày vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp để chống rét, bảo vệ đàn gia súc gia cầm trên địa bàn với phương châm là giảm thiểu tối đa các thiệt hại kinh tế cho bà con nông dân trong đợt rét này. Được cảnh báo thời tiết sẽ rét đậm rét hại, cách đây một tháng, gia đình anh Đinh Văn Hoàn, thôn Thước, xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động đã di chuyển toàn bộ đàn bò từ trên rừng về nuôi nhốt tập trung. Để đàn bò không bị rét, bị gầy trong mùa đông, gia đình anh cũng đã chủ động dự trữ thức ăn trước đó nhiều tháng. Gia đình tôi có nuôi 15 con bò thì giá trị kinh tế và mỗi con bò thì con nhỏ thì nó từ 1 năm tuổi thì nó bán rơi vào độ tầm 10 triệu. Còn 3 đến 4 năm tuổi thì con to thì có thể bán từ 3 đến 40 triệu một con. Do giá trị kinh tế cao cho nên là gia đình tôi mang bò về chăn nhốt ở nhà để tránh thiệt hại về kinh tế cho gia đình. Phong tục tập quán đồng bào dân tộc ở đây chiếm hơn 90%, cho nên là trước đây những hộ dân ấy thì thường là thả trâu trên rừng cũng đã gây thiệt hại cho một số hộ gia đình cá nhân chăn nuôi gia súc. Thế vài năm trở lại đây, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi là nhân rộng mô hình bán chăn thả, và mùa đông giá rét thì
không được thả trâu rông nữa mà phải đuổi về chăn tại gia đình để đảm bảo thức ăn và chuồng trại thì che chắn để tránh gió rét cho đàn gia súc. Địa bàn huyện Sơn Động hiện có khoảng 5.000 con trâu bò. Trước diễn biến của thời tiết rét đậm kéo dài, địa phương này đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng chống rét, đồng thời khuyến cáo tích trữ thức ăn, giữ ấm chuồng trại, không thả rông trâu bò trên đồi núi cao nhằm chống rét cho đàn gia súc, giảm nguy cơ bùng phát các mầm bệnh. Cơ quan chuyên môn cũng đã khuyến cáo bà con nhân dân là chủ động tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi, ví dụ như là vaccine nở mồm long móng, vaccine tụ huyết sùng châu bò, vaccine viêm da nổi cục. Chính vì vậy thì đàn vật nuôi đến cái thời điểm này thì phát triển bình thường, không có cái dịch bệnh gì xảy ra và đặc biệt là không xảy ra cái hiện tượng chết đói chết rét ở đàn gia súc gia cầm trên địa bàn. Những năm qua, chăn nuôi được xác định là một trong những lĩnh vực phát triển kinh tế trọng điểm của huyện Sơn Động, đặc biệt là chăn nuôi trâu bò. Chính vì vậy, nhiều hộ đã chuyển hướng chăn nuôi hàng hóa, thoát nghèo và làm giàu từ mô hình này. Cũng chính vì vậy, việc phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong giai đoạn rét đậm này được người dân hết sức quan tâm và chủ động thực hiện, nên đã tránh được tình trạng trâu bò chết rét như các năm trước đây. Thưa quý vị, thông tư 02/2022 do Bộ Y tế vừa ban hành quy định giá xét nghiệm COVID-19 mới sẽ áp dụng ngay từ ngày hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2022. Theo đó, đối với xét nghiệm nhanh mẫu đơn, mức tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm không quá là 78.000 đồng một xét nghiệm. Quy định cũ tại thông tư 16 là 109.700 đồng một xét nghiệm. Xét nghiệm COVID-19 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn, mức thanh toán tối đa là không quá 178.900 đồng một xét nghiệm. Quy định tự cũ tại thông tư 16 là 186.600 đồng một xét nghiệm. Đối với xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật Real-time PCR, trường hợp mẫu đơn, giá dịch vụ tối đa không quá là 501.800 đồng một xét nghiệm. Quy định cũ tại thông tư 16 không quá 518.400 đồng một xét nghiệm. Trường hợp mẫu gộp, giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương, chi phí sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Trong đó, sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng được chia đều theo mẫu số gộp. Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm mẫu gộp theo quy định. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, từ 14 giờ chiều nay ngày 21 tháng 2 đến 14 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2022, đường băng đường 25R-07L, Cảng Hàng không Quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tạm đóng cửa để tiếp tục thực hiện việc sửa chữa nâng cấp. Theo đó, để phục vụ thi công dự án, Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 2 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 xuống còn 30 chuyến một giờ. Tham số điều phối tại nhà ga nội địa đi là 24 chuyến một giờ. Tham số điều phối nhà ga nội địa đến là 20 chuyến một giờ. Cục Hàng không Việt Nam cũng làm việc với các hãng hàng không về tình hình hoạt động khai thác khi đóng cửa đường cất hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, cũng như đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án và xác nhận cụ thể thời gian hoàn thành, đưa vào khai thác trước thời điểm cao điểm giai đoạn 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2022.